theo là chuyên mục 102, nơi ẩn chứa những thước phim, hình ảnh mà chỉ có độc quyền trong showbiz 101 của chúng tôi. Vào ngày 22 tháng 11 vừa qua, ban tổ chức cuộc thi Evil A và đội trưởng các nhóm đăng ký dự thi đã có buổi gặp gỡ, trò chuyện vui vẻ bổ ích tại Sài Gòn Ranger. Các đội trưởng đã có cơ hội hòa mình vào không khí chia sẻ sôi nổi về những thông tin cụ thể để chuẩn bị hồ sơ, quyền lợi tham gia cũng như khi chiến thắng cuộc thi. Hơn 100 đội từ nhiều tỉnh thành đăng ký tham gia dự thi cho đến thời điểm hiện tại, được phối hợp tổ chức bởi nhiều đơn vị uy tín trong thị trường sản xuất hiện nay. Sự kiện ra mắt báo chí tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 12 năm 2015. Vẫn còn cơ hội đăng ký đến hết ngày 26 tháng 1 năm 2016. Bạn đã sẵn sàng nắm bắt cơ hội thể hiện khả năng, sức sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển của phim truyền hình Việt Nam. Hãy đăng ký tham gia Evil A, cuộc thi tìm kiếm tài năng mới cho lĩnh vực truyền hình do VTV và Vindy phối hợp tổ chức. Mọi thông tin chi tiết xin truy cập website và fanpage của chương trình. Chiều 24 tháng 11 vừa qua, Pops Award 2015 là giải thưởng dành cho các sản phẩm giải trí kỹ thuật số lần thứ 2 được tổ chức tại Việt Nam. Với thông điệp Digital xóa nhòa ranh giới, Pops Award 2015 lại một lần nữa khẳng định vai trò của hệ thống giải trí kỹ thuật số. Buổi họp báo công bố Pops Award 2015 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của các nghệ sĩ như Diva Mỹ Linh, ca sĩ Nhật Kim Anh, danh hài Nhật Cường, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, rapper Karik, Bé Bảo An, các nhóm sáng tạo nội dung như Pháp TV, Ghiền Mi Gõ và đông đảo các anh chị em phóng viên báo giới. Đêm trao giải Pops Award sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 12 sắp tới tại Jam Center. Linh nghĩ rằng là cái giải thưởng này của Pop đại diện cho YouTube ở tại Việt Nam cũng là một cái cách để ghi nhận những cái đóng góp của những cái nghệ sĩ, đặc biệt là những cái nghệ sĩ underground, để họ có được cái động lực để mà họ tự tin, thậm chí là cái nguồn cổ vũ về tài chính để họ có tiếp tục, có thể có thêm cái nguồn sức mạnh để họ tiếp tục sáng tạo. Kim Anh nghĩ đây là một giải thưởng rất là danh giá và có thể nói là công bằng nhất.